Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh cùng con trai và chồng của Phùng Thiệu Phong. Trong làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cùng các con trai trong Tam Ngự Lâm giải trí luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh khiến mọi người bất ngờ khi đăng ảnh hiếm hoi chụp cùng con trai. Điều đáng mừng hơn nữa là dù hai người đã chia tay nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình và dành cho con sự yêu thương, ủng hộ lớn nhất. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể nói là cặp đôi vàng của làng giải trí. Sự kết hợp của họ từng trở thành huyền thoại trong mắt mọi người. Tuy nhiên, sự thật về hôn nhân thường phức tạp và điều đó cũng không ngoại lệ đối với cặp đôi nổi tiếng này. Tình yêu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thật sự đến và đi rất chóng vánh. Cuộc hôn nhân của họ được công bố chính thức mà không có bất kỳ cảnh báo nào, và họ đã ly hôn mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Số phận của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu từ bộ phim Tây Du Ký. Bộ phim đã ở bên họ trong giai đoạn đầu quảng bá. Sau khi phim ra mắt, hai người cũng giữ liên lạc chặt chẽ. Không lâu sau, giới truyền thông tung ra hình ảnh hai người hẹn hò. Ngay sau đó, tin đồn về họ ngày càng lan rộng và ngày càng phẫn nộ. Có người cho rằng Phùng Thiệu Phong thường xuyên đến thăm Triệu Lệ Dĩnh và họ đã sống cùng nhau. Tuy nhiên, dù thế giới bên ngoài có lan rộng đến đâu, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn không bao giờ đứng ra phản ứng và giữ im lặng. Cho đến năm 2018, vào đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, hai người đã xảy ra sự cố chấn động. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố kết hôn trực tiếp trên mạng xã hội. Dù tin tức đến rất bất ngờ nhưng rất nhiều bạn bè nghệ sĩ và cư dân mạng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt vì bộ phim truyền hình Tri Thức có bộ lọc cực mạnh nên phần lớn người hâm mộ càng lạc quan hơn về mối quan hệ của họ. Đôi vợ chồng trẻ sinh con trai không lâu sau khi kết hôn. Hãy thử nghĩ xem, đã rất lâu, khi Phùng Thiệu Phong tham gia các chương trình tạp kỹ, anh ấy luôn nhắc đến vợ con, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Khi mọi người vốn đang mong chờ Phùng Thiệu Phong có thể tổ chức đám cưới thế kỷ cho Triệu Lệ Dĩnh thì vào năm 2021, studio của họ bất ngờ tan vỡ và tuyên bố chia tay trong hòa bình. Cuộc hôn nhân của cặp đôi vàng được mọi người sủng ái này chỉ kéo dài được 3 năm thì đi đến hồi kết. Nhưng không giống như những cuộc chia tay thông thường của người nổi tiếng, giữa họ không hề xảy ra cãi vã hay vu khống. Họ đều rất tôn trọng nhau, có thể coi là chuẩn mực cho việc ly hôn của các cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng có những ý kiến khác nhau về lý do ly hôn của họ. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tương đối tham gia vào bộ phim. Bộ lọc trong bộ phim quá dày nên họ vẫn nhập vai trong một thời gian dài. Tất nhiên, đây chỉ là một khía cạnh. Còn một khía cạnh khác là theo tin tức, mẹ của fan Sa Phong thực sự rất coi thường Giao Ly Yên. Bởi vì Giao Ly Yên sinh ra ở một vùng nông thôn và trình độ học vấn của cô không cao. Ngoại trừ hiện tại hắn đã có địa vị minh tinh, đối với Phùng Thiệu Phong cũng không có thêm tác dụng gì. Cũng bởi vì vấn đề muôn thuở này trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà cuộc hôn nhân của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Đã kết thúc, tuy nhiên, chúng tôi không có cách nào để biết lý do cuối cùng. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng bất ngờ rộ lên thông tin Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh thân mật với một người đàn ông. Trước thái độ của rất nhiều cư dân mạng đến xem chương trình, Phùng Thiệu Phong khá bất lực. Sau đó anh trực tiếp đăng lên mạng xã hội, được thôi, thể hiện tình cảm nhưng đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Sau khi bình luận này xuất hiện, ngay lập tức làm dấy lên sự bàn tán của cư dân mạng. Đây không phải chỉ là gọi tên vợ của Triệu Lệ Dĩnh sao? Tuy nhiên, một số fan lại cho rằng đây là Phùng Thiệu Phong chỉ đang cố gắng nổi tiếng để quảng bá cho tác phẩm của mình. Dù tuyên bố ly hôn vào năm 2018 nhưng cả hai vẫn luôn đối mặt với thực tế này bằng thái độ ôn hòa và đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu. Trong bức ảnh tập thể, chúng ta có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh ôm con trai một cách trìu mến, trên môi nở nụ cười tràn đầy tình mẫu tử. Fan Sa Phong đang bảo vệ họ từ bên cạnh, đôi mắt kiên định truyền tải sức mạnh tình yêu của người cha. Bức ảnh này cho chúng ta thấy một khung cảnh gia đình hòa thuận, minh họa cho sự nỗ lực chung của cha mẹ và sự quan tâm vô hạn của họ dành cho con cái. Một bức hình đẹp như vậy cũng khiến người ta thắc mắc tại sao những cặp đôi đã ly thân vẫn có thể hòa hợp với nhau như vậy. Trên thực tế, sự chung sống hòa bình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải ngẫu nhiên mà có. Trước hết, cả hai đều ý thức được nhu cầu của con. Họ hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ vẫn luôn là bên hồn nhiên nhất và họ nên tạo cho con một môi trường phát triển tốt nhất. Thứ hai, sau khi cả hai tuyên bố ly hôn, họ chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, không lan truyền những mâu thuẫn, điều khó chịu ra thế giới bên ngoài, nhờ đó hạn chế xảy ra những tác động tiêu cực. Hai người đã dành cho nhau đủ sự tôn trọng và thấu hiểu. Cả hai đều là người nổi tiếng và hiểu được những áp lực cũng như thách thức khi sống trong mắt công chúng. Lựa chọn của họ là không tiết lộ quá nhiều chi tiết về lý do chia tay, bảo vệ sự riêng tư của nhau, tránh sự nghi ngờ,
đồn đoán từ giới truyền thông và dư luận. Thái độ duy trì sự mù mờ này cho phép cả hai chuyển sang giai đoạn tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau một cách suôn sẻ hơn, từ đó tạo ra một môi trường gia đình ổn định cho con cái. Sự kết thúc của một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải là một trận chiến, cũng không phải là vô vọng. Những nỗ lực chung của Zhao Liying và Feng Shafeng cho chúng ta biết rằng miễn là cả hai bên có thể gạt bỏ những xung đột và tranh chấp trong quá khứ, bắt đầu từ góc nhìn của đứa trẻ và hỗ trợ lẫn nhau chung sống hòa bình, chúng ta vẫn có thể tạo dựng một gia đình yêu thương cho con mình. Đây không chỉ là lời chúc phúc cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mà còn là nguồn cảm hứng cho tất cả các cặp đôi đã ly hôn. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dù không kết thúc nhưng họ đã làm gương tốt cho con cái. Những nỗ lực chung của họ cho phép chúng ta thấy rằng sự kết thúc của hôn nhân không có nghĩa là những tranh chấp bất tận, nhưng chúng ta có thể chào đón một khởi đầu mới và duy trì sự chung sống hòa hợp. Chúng tôi chân thành mong muốn Zhao Liying và Feng Shafeng có thể tiếp tục chung sống hòa bình và mang đến cho con cái họ môi trường tốt nhất để phát triển. We'll be right back.